con ở miền Trung ra thăm lăng Bác, không phải là ở miền Nam nữa nên là không có quà cho bác. Con ra đây có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn cầu xin và rất nhiều điều muốn gọi bác về để bác chứng kiến cho chúng con. Tuy nhiên thì bất kỳ những gì chúng con nói lên, bất kỳ những cái khẩu hiệu nào, những lời nói nào của chúng con đều được coi là phản động, mặc dù những lời nói đó hoàn toàn là những điều sự thật. Và muốn xây dựng một đất nước này, một tổ quốc này giống như bác đã làm. Bọn con tin rằng bác đã mất cả cuộc đời mình để giải phóng Việt Nam thành một đất nước thống nhất, và bác đã dành cả cuộc đời mình để mong muốn cho Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho con cháu chúng ta có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sánh vai được các cường quốc Nam Châu. Tuy nhiên thì đến thời điểm này, khi con sinh ra chưa từng được một lần chứng kiến cảnh bom đạn, không sống trong cảnh đau thương của chiến tranh, nhưng mà những gần 40 năm nay, gần 40 tuổi rồi, chưa một giây phút nào con nhìn thấy cảnh đất nước được yên bình, được hòa bình và được ấm no hạnh phúc như những gì bác đã đề ra. Gần đây nhất đó là một người đảng viên mấy chục năm tuổi đảng đã phạm tội ấu dâm với một đứa trẻ. Tuy nhiên thì thay vì ông ấy phải chịu một hình phạt thích đáng trước pháp luật thì ông ấy chỉ bị 3 năm tù án treo, với một cái thậm chí trước trong phiên tòa ông ấy còn nói rằng nếu như xử tội ông ấy sẽ đốt thẻ đảng và tự thiêu. Vậy mà chúng con đã tin tưởng vào một hệ thống pháp luật, vậy mà chúng con đã tin tưởng rằng bác đã dạy cán bộ công an đối với dân phải như thế nào, đối với pháp luật phải như thế nào. Chúng con đã tin tưởng vào tất cả những cái sự công bằng mà bác đã đem về cho Việt Nam và đem đến cho thế hệ của chúng con, những người sinh ra chưa từng biết đến chiến tranh. Nhưng đến bây giờ thì bọn con không còn tin vào công bằng nữa. Đến đây rất muốn nói một cái gì đó, rất muốn cầm khẩu hiệu để nói với tất cả những cái người đang ở đây. Tất cả những du khách xung quanh đây đều là những du khách, hầu như là 3/4 du khách Trung Quốc. Chúng con muốn nói một cái gì đó, muốn chia sẻ một cái gì đó, muốn thể hiện cái tâm tư nguyện vọng của những người dân, của con em nước Việt, của hậu duệ của Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Nhưng mà tất cả những gì chúng con nói lên đều không thể cất lên được tiếng nói. Bất kỳ một ngôn từ nào, dù là đúng hay là chuẩn mực, cũng đều bị gắn ghép vào những cái tội danh rất là vô lý, đó là tội phản động, mặc dù những điều đó hoàn toàn là sự thật. Con tin rằng bác linh thiêng, bởi vì họ nói rằng là bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, bác không đi đâu cả, bác vẫn còn sống. Bác sống trong cả những chiếc cầu không có để cho những đứa trẻ qua sông. Bác sống trong cả những cái bọc ni lông mà những đứa trẻ phải chui qua đó để đến trường đi học. Bác sống trong cả những con đường mòn mà những đứa trẻ phải đi bộ hàng chục cây số với một bàn chân đất, với một chiếc áo mỏng để đến trường. Bác sống trong những công trình hàng chục ngàn tỷ, hàng trăm tỷ bỏ không đó, không làm gì. Bác sống trong tất cả những cái sự vô lý mà một cái giai cấp mà bác đã đưa về, đó là giai cấp vô sản. Những người cộng sản sẽ không sở hữu tài sản. Vậy và bây giờ chúng con, những người dân, làm việc rất là vất vả, rất là vất vả, để đến khi có những người đến chết đi không có nổi một cái quan tài để chôn, những đứa trẻ sinh ra không có cả miếng ăn, không được tiền đi học. Vậy mà những người vô sản kia, những người cộng sản kia thì họ lại có cả những khối tiền tỷ, những nhà lầu xe hơi, có tiền bạc triệu đô để gửi để hệ thống ngân hàng. Còn chúng con, những người chủ của đất nước này, thì chúng con hoàn toàn tay không có gì. Vậy thì chúng con đang không hiểu, đang rất thắc mắc cái chủ nghĩa mà bọn con được học trong suốt 4 năm học đại học nó là cái gì, mà đến bây giờ tất cả họ, những cái người mà đi theo bước chân bác, họ lại không thực hiện những gì bác đã dạy. Bác dạy rằng là giai cấp, những người cộng sản là những người vô sản, không sở hữu, không tư hữu tài sản. Họ hết lòng phục vụ nhân dân, tất cả lấy nhân dân làm gốc, xây dựng đất nước này cho một thế hệ tương lai để đất nước này sánh vai các cường quốc Nam Châu. Nhưng đến bây giờ, cái hộ chiếu Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trên thế giới, đất nước Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong cái thu nhập đầu người bình quân trên thế giới, không là gì cả. Thậm chí đi đến đâu người Việt Nam cũng bị chê cười, cũng bị nhìn với những con mắt rất là con không biết dùng từ gì để diễn đạt. Khi con đã đi ra khỏi đất nước Việt Nam mình, cái hộ chiếu khi mà có cái chữ Việt Nam thì được nhìn với con mắt rất là không bình thường. Con không hiểu là 40 mấy năm nay xây dựng đất nước như thế nào, nhưng đến bây giờ, đến thời chúng con, khi đi đến đâu đói nghèo đến đấy, bất công oan ức đến đấy, mà tất cả những cái sự bất công oan ức đó chúng con được quyền kêu, được quyền nói. Vậy mà tất cả những gì chúng con nói, dù là với cấp lãnh đạo gần nhất, chúng con cũng không được phép. Con đã từng sang Úc, đã được vào Quốc hội Úc, được nghe Thủ tướng Úc nói chuyện, và thậm chí con có thể gặp trực tiếp các vị thủ tướng của những cái đất nước đó. Nhưng mà chính đất trên đất nước mình,
trên đất nước mình, ở cái xã hội, ở cái tổ quốc mà mình đã phải nộp thuế để đóng góp, để đóng tiền xây dựng đất nước này, bọn con lại không có quyền lên tiếng nói. Trước mặt con là tòa nhà quốc hội, tòa nhà quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho nhân dân, nhưng lại được bao bọc bởi rất nhiều bảo vệ an ninh mà bọn con không được phép đặt chân vào. Tại sao lại như vậy? Đất nước này là của dân, do dân và vì dân, mà tại sao bọn con không được phép vào nơi mà bọn con đã bỏ và tiền ra để xây lên, nơi mà những người trong kia đang đứng đại diện cho bọn con để nói lên tiếng nói của bọn con? Vậy thì bác thật sự đã còn sống hay đã chết? Nếu như bác còn sống thì bác phải làm một cái gì đó cho chúng con, cho thế hệ tương lai của chúng con, để chúng con có thể mở mày mở mặt với Nam Châu, với bạn bè quốc tế. Còn nếu như mà bác đã mất rồi thì làm ơn hãy để bác siêu thoát, để bọn con có thể sống một cuộc sống của tương lai, của hiện tại. Bọn con không phải lúc nào cũng đi đâu cũng có những cái khẩu hiệu, những cái băng rôn khẩu ngữ, và những khẩu hiệu, những băng rôn khẩu ngữ đó có thể biến nó thành tiền, có thể mua được một cân gạo, có thể một cái bánh mì, một hộp sữa cho những đứa trẻ ngoài kia đang dần chết đói, của những người già đang phải nằm ở ngoài vỉa hè dưới cái lạnh rất là lạnh, hoặc là dưới những cái nóng đực mà thậm chí họ không có nổi một miếng ăn, không có nổi một cái áo ấm. Chúng con tin rằng những gì bác dạy đều đúng. Chúng con tin rằng bác rất nghiêm khiết, cả đời chỉ mỗi bộ đôi dép cao su, cả đời bộ quần áo nâu mà không tư hữu tài sản riêng của mình. Vậy thì tại sao khi bác mất rồi, họ, những cái người mà hậu duệ của bác, những người đi theo bác, những người đang đứng ra để nói, để dạy chúng con, dạy thế hệ sau này phải đi theo con đường của bác, học tập theo tấm gương của bác, thì họ lại sử dụng tất cả những cái thuộc về nhân dân, thuộc về chúng con, thuộc về những đứa trẻ nghèo ngoài kia, những người già ngoài kia, những người bệnh ngoài kia, những đứa học sinh, những cô giáo mà thậm chí mấy chục năm giảng dạy chỉ có được hơn 1 triệu tiền lương hưu, họ lại dùng tất cả những tiền đó để làm những điều vô nghĩa như thế này. Bọn con tin rằng với một người như bác không cần lăng. Với một người như bác, kể cái di chúc của bác trước khi mất đi, bác cũng nói rằng là hãy thiêu xác tôi, hãy chia cho cốt của tôi ra thành 3 hũ, chôn ở 3 miền. Vậy thì tại sao bác mất đi rồi họ lại không làm theo di chúc của bác? Vậy thì những người đang thực hiện những điều bác nói, những người đang dạy chúng con phải học tập theo gương của bác, thì họ đã đang ở đâu và họ đang làm gì đất nước tổ quốc của chúng con như thế này? Bọn con muốn nơi này sẽ là nơi mà có thể tất cả những ai cũng có thể đến. Nơi này có thể là nơi của những đứa trẻ nghèo, của những người già, của những người vô gia cư, mà họ có thể đến đây, có thể nghỉ ngơi, có thể có một cái cuộc sống nó hạnh phúc, nó bình yên hơn, chứ không phải nơi mà bọn con hàng ngày phải đóng rất nhiều tiền thuế để mà cuối cùng chỉ là một nơi trang trí, một cái nơi mà chỉ để đến ngắm nghía, chụp hình. Và sau lưng con đây là cái tòa nhà quốc hội, đây nơi đáng nhẽ chúng con phải được vào, chúng con phải được gặp những cái người đang đứng đại diện cho chúng con, những người đang đứng đại diện cho nhân dân để nói lên tiếng nói của nhân dân. Thì chúng con không được phép gặp ai. Bây giờ con muốn gặp một ai đó, một gặp ai đó để nói lên tiếng nói của mình, nói lên tiếng nói của rất nhiều người đang rất là bức xúc khi mà lãnh thổ Việt Nam đang bị xâm chiếm dần dần, khi mà đất nước thì nợ công chồng chất, khi mà những cái công trình cứ bỏ hoang như vậy, khi mà đất nước mình không thể sánh vai các cường quốc Nam Châu, mà suốt ngày đi ăn xin ăn mày, đi xin sợ cầu viện cứu trợ khắp mọi nơi, mà trong khi đó thì những cái người đang đứng trên kia, đang ngồi trên kia, đang cầm cái cán cân nảy mực, thì họ có những cái ngôi nhà hàng tỷ đô, có những cái chiếc xe hơi, hoặc có cuộc sống xa hoa sung túc, thì bọn con thì lại không có. Bác à, con tin rằng tất cả những gì bác nói không có sai, con tin rằng những gì bác dạy không có sai, nhưng thật tiếc thế hệ mà đang nối tiếp con đường của bác, họ lại làm những thứ biến bác trở thành một trò cười cho thiên hạ, khi mà những gì bác dạy họ đều làm ngược lại. Con tin linh hồn bác vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây, bởi vì nếu như mà linh hồn bác trở lại giờ này ở nơi đất Phật hay là ở thiên đàng, thì chắc chắn họ sẽ không bắt bác phải sống mãi như vậy. Hãy trở về, hãy trở lại, hãy trả lời chúng con, để chúng con có thể trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, cho đất nước này, xây dựng đất nước này một cách công bằng nhất. Và một lần nữa cũng gửi tới những người đang thực hiện những cái nhiệm vụ, như là những người công an nhân dân, an ninh nhân dân, quân đội nhân dân, hãy làm đúng những gì bác dạy, hãy làm đúng những gì Hồ Chí Minh đã dạy, hãy coi dân là gốc, hãy coi dân là chủ của đất nước này, bởi vì không có dân thì không có đất nước, không có tổ quốc nào hết, và không có dân thì không có ông Hồ, không có Hồ Chí Minh, không có Bác Hồ nào hết, không có dân thì không có bất kỳ một chế độ nào tồn tại được. Hôm nay con muốn được lên tiếng để phản đối sự bành trướng của Trung Quốc.
con được muốn được lên tiếng để phản đối những cái tham nhũng bất công tham ô của các cấp lãnh đạo trên đầu con, và con muốn lên tiếng phản đối tòa án, viện kiểm sát đã có những cái vụ xử oan sai, không công bằng, không minh bạch, không liêm chính để đối với cho những người dân mà họ phải mất đi cuộc đời, mất đi cái quyền của họ chỉ vì họ nghèo, họ không có tiền, và những người mà họ có tiền họ lại họ có cái quyền cầm cán cân công lý. Có câu Việt Nam thực sự là một thiên đường đáng sống, và con cũng tin là như vậy. Con tin Việt Nam là một thiên đường đáng sống, nhưng hiện tại với những gì đang diễn ra thì Việt Nam lại là thiên đường đáng sống cho những người có tiền. Chỉ cần có tiền ở Việt Nam thì họ hoàn toàn có quyền điều hành được pháp luật, họ điều khiển được pháp luật. Thậm chí họ gây ra rất nhiều tội ác, họ hoàn toàn ung dung ngoài kia. Còn những người không có tiền thì họ sống cuộc sống rất là khổ cực. Vậy thì Việt Nam quả là một thiên đường, nhưng thiên đường không phải cho tất cả những người dân lành, mà thiên đường cho những người nhiều tiền. Và những người nhiều tiền đó thì họ phải làm cái gì đó, có những đồng tiền một cách dễ dàng như vậy, cầm cái đồng tiền thuế của nhân dân một cách dễ dàng như vậy. Mong bác hãy trở về với chúng con. Xin chào tất cả. Chắc là các bạn cũng nhận ra tôi là ai. Thật sự giờ này tôi rất muốn bác phù hộ để tôi có thể cầm cái biểu ngữ Formosa. Chắc các bạn hiểu tại vì sao tôi muốn cầm cái biểu ngữ Formosa rồi đó. Vâng. Con rất mong là bác sẽ phù hộ để con có thể cầm được biểu ngữ ở đây. Nhưng con biết nếu như giờ này con cầm cái biểu ngữ đó thì chắc chắn hai đứa chúng con sẽ không trở về nhà được. Bọn con dù như thế nào nhưng mà cũng sẽ vẫn xứng đáng là con cháu bà Trưng bà Triệu. Sẽ không bao giờ để đất nước này, để tổ quốc này mất đi vào bất kỳ một thế lực nào khác. Chúng ta hãy cùng là bà Trưng bà Triệu nhé.